Hôm nay là ngày 3 tháng 9 năm 2022, Thanh Hoàng xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, bí ẩn về quyền lực và tình ái và năm câu chuyện quanh Hồ Chí Minh mà bạn có thể chưa biết trong mấy chục năm nay thì cuồng máy tuyên truyền của cộng sản việt nam đã làm cho người dân việt nam và thế giới nghĩ về ông hồ chí minh như là một ông thánh sống và suốt đời hy sinh cho nước cho non nên không lập gia đình và quyền uy quyền lực của ông coi như là tuyệt đối trong chức vụ chủ tịch đảng và chủ tịch nước nhưng cuộc đời người ta thì vẫn thường nói thấy vậy mà không phải vậy. Đúng vậy, dần ra thì qua năm tháng qua những khám phá của những nhà báo, nhà nghiên cứu, người ta mới thấy về đời sống tình cảm của nhân dân, ông Hồ Chí Minh và những có một vợ mà có đến mấy vợ, con rơi con rớt tùm lum. Về quyền lực chính trị thì những tài liệu mới tìm được của những học giả Mỹ như tiến sĩ Sophia queens George và nhà sử học Pháp Pierre Clopchurch cho thấy ngay từ lúc thành lập Đảng, ông Hồ Chí Minh đã bị phê phán nặng nề và do đó ông đã không nắm vai trò chủ động trong việc điều hành và lèo lái Đảng theo ý muốn. Ông bị Quốc tế Cộng sản chế tài quyền lực lãnh đạo. Khi đến cuối đời thì sự nghiệp chính trị của ông còn thê thảm hơn nữa. Ông hoàn toàn bị nhóm Lê Duẩn, Lê Đức Thọ tước hết quyền lực và biến ông thành một biểu tượng cho dần thọ sử dụng vào mục đích tham vọng chính trị riêng của phe nhóm họ dĩ nhiên là có nguyên nhân sâu kín và học giả ngoại quốc dù bỏ ra cả chục năm để nghiên cứu về ông Hồ Chí Minh cũng chưa tìm ra được câu trả lời rốt ráo cho vấn đề ông Hồ bị thất sủng này Chúng tôi dựa trên những trúc thư thật của ông Hồ Chí Minh và đã phần nào giải thích được nguyên nhân ông bị tước mất quyền lực và vì ông đã liên lạc với chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam, cụ thể nhất là ông đã gửi cảnh đào tặng cho ông Diệm qua ủy hội quốc tế vào dịp xuân năm 1963. Quốc tế Cộng sản đã cho phép ông Lê Duẩn và Lê Đức Thọ tước quyền ông Hồ Chí Minh vì tội thỏa hiệp với chính quyền miền Nam. Đó là cách giải thích hợp tình hợp lý nguyên nhân ông Hồ bị mất quyền lực vào lúc cuối đời về đời sống cá nhân gia đình cha mẹ anh em, có nhiều người phê phán ông là loại ăn ở bạc bẽo với ông anh tên là Đạt và bà chị tên là Thanh. Khi ông Đạt mất thì ông Hồ Viện Cớ đang lãnh đạo kháng chiến, vì thế không về dự đám tang. Tuy nhiên sau này thì có người tìm ra bức thư ông viết trong thời gian lưu lạc ở Pháp cho nhà cầm quyền Pháp yêu cầu xin được gửi chút tiền về cho cha ông là Nguyễn Sinh Huy đang ở Việt Nam. Xem thế thì ông không phải là người không nghĩ đến phúc lợi của cha ông. Lá thư này được các nhà nghiên cứu tìm thấy trong văn khố Pháp. Về đời sống tình cảm cá nhân, sau khi phải rời xa người vợ Trung Quốc Tăng Tuyết Minh năm 1927 vì tình hình biến chuyển theo học giả Hoàng Tranh, ông Hồ cũng dáng tìm cách viết thư về vấn an vợ và nhạc mẫu. Lá thư bằng chữ Hán ông viết cho vợ sau này được một nhà nghiên cứu người Pháp tìm thấy, xem thế ông cũng không phải là người tệ bạc với người phối ngẫu, không thể đánh giá ông là thứ người lưu manh lợi dụng con gái đàn bà xong rồi thì quất ngựa truy phong. Nhà văn Vũ Thư Hiền còn cho biết, ông có dịp nói chuyện với một người bạn vốn là con một Ông lớn trong chính phủ đã chứng kiến cảnh Hồ Chí Minh và Tăng Tuyết Minh gặp nhau ở Hà Nội trong thập niên 1960. Riêng chuyện người vợ gốc thiểu số nông thị xuân của ông bị thủ tiêu như sự nghi nhận của Nguyễn Minh Cần và Vũ Thư Hiên thì ông Hồ Chí Minh có phải là người ra lệnh giết cô Xuân hay không vẫn chưa phải có câu trả lời dứt khoát và có thể lệnh giết đến từ phe của Lê Duẩn. Lê Đức Thọ vốn không muốn cho ông Hồ Chí Minh cưới vợ và ra lệnh thủ tiêu cô Xuân để cho ông Hồ tiếp tục đóng vai trò, hy sinh cả cuộc đời cho nước cho non. Vì thế họ không cho ông ấy lấy vợ, dù ông thú nhận trong chúc thư ông cũng thuộc loại phàm phu tục tử, chứ không phải là thần thánh gì như chế độ Cộng sản Việt Nam đã tầng bốc ông. Đối với phía Cộng sản Việt Nam thì trước đây khăng khăng là ông Hồ không bao giờ lấy vợ nhưng dần dần thì trước những công bố bút tích và bằng chứng của những nhà nghiên cứu về chuyện ông Hồ có vợ, Hà Nội đã tương đối mềm mỏng trong thái độ chấp nhận chuyện ông Hồ có vợ và người ta chưa quên chủ biên báo tuổi trẻ là Kim Hạnh bị mất chức vì dám loan tin ông Hồ có vợ. Mới đây, năm 2002 trong cuốn sách Từ Nguyễn Ách Quốc đến Hồ Chí Minh của Lữ Phương đã cho đăng nguyên văn bài của học giả Trung Quốc Hoàng tranh tiết lộ chuyện người vợ trung quốc tăng tuyết minh của ông hồ ở phần phụ lục cuốn sách đã cho thấy hà nội đã dần dần chấp nhận chuyện ông hồ có vợ và có con Nói chung thì cuốn sách của Lữ Phương vẫn là bè bờ và chữa cháy cho những khuyết điểm của ông Hồ Chí Minh ở thủa thiếu thời. Chẳng hạn như là bức thư ông Hồ viết cho chính phủ Pháp xin vào học ở trường thuộc địa thì Lữ Phương gượng gạo giải thích là do những người chung quanh ông Hồ hồi ấy như Nguyễn Thế Truyền gợi ý cho ông Hồ viết lá thư trên Lữ Phương gắn gượng giải thích như thế là muốn chạy tội trong Hồ Chí Minh. Lá thư trên làm cho Hà Nội kẹt vì họ vẫn tuyên truyền là ông Hồ Chí Minh ra đi ngoại quốc tìm đường cứu nước. Nên khi chuyện vũ phàng là khi tới đất nước Pháp, ông đã làm đơn xin vào học trường thuộc địa làm Hà Nội khó ăn khó nói. Và cuối cùng thì để cho Lữ Phương bảo chữa cho rằng bác rằng lá thư tội lỗi ấy là người ta xúi dục bác viết. Nói chung, Hà Nội chưa có nổi can đảm nhìn những sai trái mà ông Hồ Chí Minh đã phạm và hại vì họ đã biến ông thành thánh từ rất lâu. Khi mà phê phán một nhân vật lịch sử thì cần phải có sự công tâm và nói lên những cái xấu và cái tốt của người ấy, tránh lối phê phán một chiều và con người đi đôi khi thì không là thiên thần và cũng không là ác quỷ mà là sự trộn lẫn giữa hai vai trò ấy đoạn cuối của bản trúc thư thật người ta sửng sốt khi thấy ước nguyện của ông Hồ Chí Minh vốn là ông tổ cộng sản vô thần ở Việt Nam là ông mong trời phù hộ cho đất nước Việt Nam và những nước cộng sản khác sớm thoát ách cộng sản. Thụ Thanh niên lúc đọc luận cương lên lên ông đã kể lại cảm giác hân hoan sung sướng tột cùng và nói to lên trong tiếng khóc ngồi trong phòng một mình mà tôi như đứng trước đồng bào tôi muốn hết to lên hỡi đồng bào bị đoàn đầy đau khổ đây là con đường phá vỡ xiềng xích nô lệ cho chúng ta sau khi theo chủ nghĩa cộng sản cả một đời người cái âm là lúc về già ông trở thành nạn nhân thê thảm của chủ nghĩa ấy bị cô lập và giết dần giết mòn và ông cũng đã nhìn thấy sự tệ hại của chủ nghĩa ấy khi mà ứng dụng vào thực tế ở việt nam không ai chối cãi được là phe các nước xã hội chủ nghĩa đã giúp ông đánh pháp thành công nhưng rồi khi thành công thì nước việt nam lại rơi vào trong vòng khống chế của một chủ nghĩa độc ác mới còn hung hiểm hơn thực dân pháp đó là chủ nghĩa mark lenin chuyện ông hồ chí minh về già hối lỗi và cũng không có gì là lạ vì con người là một loài có suy nghĩ và biết nhận xét đúng sai sự bồng bột thời thanh niên tuổi trẻ đã được thay thế bằng sự suy nghĩ chín chắn già dặn lúc vào tuổi xế chiều và người ta thường có cảm giác hối lỗi ân hận về những chuyện làm không đúng trong quá khứ hãy nhìn con người độc ác lê đức thọ trong những ngày cuối đời đã cho mời bà Phạm Thị Tề là vợ của ông Vũ Đình Huỳnh và là mẹ của nhà văn Vũ Thư Hiền để xin lỗi vì thọ đã làm đã là người giam cầm đầy ải ông Huỳnh trong vụ án xét lại một thủ tướng Phạm Văn Đồng cả cuộc đời theo cộng sản vô thần thế mà đến những ngày cuối đời khi mà hai mắt bị bệnh gần như là mù cũng đã đến chùa xin quy y Phật khi mà sám hối về những mê muội sai lầm cũng đã là cách con người tìm lại sự thanh thản cho tâm hồn trước khi bước qua thế giới bên kia. Nói chung, Hồ Chí Minh, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng đều có những hối lỗi chân thành khi hấp hối tàn đời. Chúng tôi mổ xẻ những huyền thoại để mà vạch ra chân tướng thật sự của Hồ Chí Minh, không nhằm mục đích tôn vinh hay là bôi bẩn ông, mà chỉ có ước mong là vẽ lại cho đúng chân dung của ông để cho thế hệ sau có thể rút tỉa kinh nghiệm, hầu có những hành động ích quốc lợi dân. Ước nguyện của ông Hồ Chí Minh mong được nhìn thấy Việt Nam và những nước cộng sản thoát khỏi gông cùm cộng sản cũng là ước nguyện chung của những người đấu tranh và nhân dân Việt Nam nhưng chuyện đưa đất nước thoát khỏi một hầm trông hiểm độc không phải là một chuyện làm đơn giản một sớm một chiều mà là một nỗ lực đấu tranh bền bỉ, một sự hy sinh gian khổ không ngừng nghỉ chọn tháng chọn năm. Bên cạnh những bài viết về ông Hồ Chí Minh, cuốn sách này cũng có bài nói đến tên phản bội khốn nạn Nguyễn Cao Kỳ. Tên nạn, phe phái, bênh và bảo vệ cho nhau trong nền công lý Mỹ, đời sống thực vật và động vật của người tù và người cùng khổ ở Việt Nam. Quê hương vẫn còn trong gông cùm cộng sản, đồng bào Việt Nam vẫn đang sống kiếp ngựa trầu. Một phận ai cũng nghĩ đến quê hương đất nước đồng bào là phải dấn thân đấu tranh, truyền lửa tiếp máu cho những người đấu tranh ở quê nhà. Các sai lầm của Hồ Chí Minh đã đem lại đau thương và uất hận cho nhân dân Việt Nam trong gần nửa thế kỷ qua và người Việt Nam phải sửa cái sai lầm chết người đó bằng khối óc còn tìm và chính thân mạng của mình thì mới mong ngày tổ quốc bước ra khỏi cơn đau. Năm nay 2022, trên BBC tiết lộ 5 câu chuyện về Hồ Chí Minh nhân ngày 2 tháng 9 mà các bạn có thể chưa biết. Việt Nam tuần này đang có kỳ nghỉ 4 ngày 1 tháng 9 tới 4 tháng 9, đánh dấu nhịp lễ, dịp lễ quốc khánh 2 tháng 9. Vào năm 1945, ngày 2 tháng 9, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc bấy giờ đã đọc bản tuyên ngôn độc lập và khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mà ngày nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Có rất nhiều câu chuyện về Hồ Chí Minh, nhân vật lịch sử lớn của Việt Nam, mà năm góc độ dưới đây mới là một phần rất nhỏ Thứ nhất là nơi viết bản tuyên ngôn độc lập. Văn bản này được Hồ Chí Minh soạn thảo ngay tại Hà Nội, số nhà 48 phố Hàng Ngang của nhà tư sản Trịnh Văn Bồ. Ngày 24 tháng 8 năm 1945, ông Trường Trinh đi đón ông Hồ Chí Minh về ở căn nhà số 48 Hàng Ngang, ở lại cho đến ngày 27 tháng 9 để viết bản tuyên ngôn độc lập Toàn bộ tầng 2 của căn nhà khi đó được bí mật dành cho Hồ Chí Minh và các cán bộ như là Trường Trinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt. Trong phần đầu, ông viện dẫn hai bản tuyên ngôn là bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Mỹ và bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền năm 1791 của cách mạng Pháp. Vào lúc 14 giờ ngày 2 tháng 9 năm 1945, trong cuộc meeting tại vườn Hoa Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Y phục của các lãnh đạo Việt Minh trong ngày lễ độc lập hầu hết do gia đình của Trịnh Văn Bồ cung cấp. Đặc biệt thì ông Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp đã mặc y phục của ông Bồ trong ngày này. Còn chiếc áo của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì vải may áo do hiệu buồn phúc lợi cũng của ông Bồ cung cấp. Đảng Cộng sản xác nhận gia đình của ông Trịnh Văn Bồ đã ủng hộ cho chính phủ cách mạng 5.147 lượng vàng tương đương với 2 triệu đồng đồng dương theo thời giá lúc đó. Thứ hai đó là ngày mất và di trúc. Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời tại thủ đô Hà Nội lúc 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969 theo tư liệu chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban đầu do ngày này trùng với ngày Quốc Khánh, Bộ Chính trị tại Hà Nội tuyên bố với nhân dân và thế giới rằng ngày mất là ngày 3 tháng 9. Phải hai chục năm sau, toàn văn di trúc và ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh mới được công bố lại. Về di trúc thì theo thông tin đã được công khai, Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên di trúc ba trang vào năm 1965. Năm 1968, ông viết bổ sung thêm 6 trang và vào ngày 10 tháng 5 năm 1969, ông viết lại đoạn mở đầu di trúc gồm một trang viết tay. Bản di trúc được Bộ Chính trị tại Hà Nội cho đăng và sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời là bản đã được đảng chọn lọc trước khi công bố. Ví dụ, đoạn nói về ý nguyện hỏa táng không được công bố lúc đầu. Trong đoạn về việc riêng Năm 1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn dò việc tang và viết về hòa táng, dặn để lại một phần cho xương cho miền Nam. Đến năm 1968, ông viết lại đoạn này và dặn để cho vào ba hộp xanh cho Bắc Trung Nam mỗi miền một hộp. Hai chục năm sau, Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam dưới thời của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh ra thông báo số 151 ngày 19 tháng 8 năm 1989 thông báo về ngày mất và di chúc. Sở dĩ trước đây chưa công bố đoạn chủ tịch Hồ Chí Minh viết về yêu cầu hòa táng là thể theo nguyện vọng và tình cảm của nhân dân, bộ chính trị và chấp hành trung ương đảng khóa 3, thấy cần thiết phải giữ gìn lâu dài thi hài của bác để sau này đồng bào cả nước nhất là đồng bào miền Nam, bạn bè quốc tế có điều kiện tới thăm viếng thể hiện tình cảm sâu đậm với bác và điều này đã xin phép bác nên được làm khác với lời bác dặn bản thông báo năm 1989 nêu. Ngoài ra, ngày mất 2 tháng 9 năm 1969 cũng được công khai, Bộ Chính trị và Chấp hành Trung ương Đảng khóa 6 cho rằng nay thì cần công bố lại đúng ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Thông báo số 151 của Bộ Chính trị ngày 19 tháng 8 năm 1989 nói Giáo sư Hoàng Trí Bảo, chuyên gia về Hồ Chí Minh rất nổi tiếng tại Việt Nam từng kể với báo chí Câu chuyện cảm động nhất bác nói hãy an táng người, nhưng Trung ương Đảng xin phép được làm khác. Ý của bác, chúc của người về vấn đề này, các lãnh đạo xin phép bác được lo việc riêng của người, mong bác yên tâm để Trung ương thảo luận và quyết định. Trung ương xin phép được làm khác với ý của bác, vì nếu làm đúng như Di Trúc thì sau này đất nước có thống nhất rồi, đồng bào miền Nam muốn thăm bác thì biết thăm ở đâu, khi ấy bác chỉ khóc. Thứ ba là bảo tàng và quan trọng nhất về Hồ Chí Minh ở Việt Nam. Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ lớn nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam qua đời năm 1969, Bộ Chính trị tại Cộng sản Việt Nam ở thủ đô Hà Nội quyết định lăng xây lăng và bảo tàng về ông. Ban Bí thư Trung ương Đảng Lao động Việt Nam vào ngày 25 tháng 11 năm 1970 ra nghị quyết thành lập Ban phụ trách xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh. Lễ khởi công xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh diễn ra ngày 31 tháng 8 năm 1985 và khánh thành ngày 19 tháng 5 năm 1990 đánh dấu 100 năm ngày sinh Hồ Chí Minh. Bảo tàng này tọa lạc ở đằng sau lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thứ tư là nguồn gốc của khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Điểm nhấn chính trị văn hóa tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam là cụm di tích lịch sử Văn hóa Ba Đình gồm các công trình di tích lịch sử Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch liên quan đến 15 năm sống và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 19 tháng 12 năm 1954 đến ngày 2 tháng 9 năm 1969. Tòa nhà phủ chủ tịch thẳng ra đường Hồng Vương được một kiến trúc sư người Pháp thiết kế, xây dựng giai đoạn 1900 đến 1906. Dưới thời Pháp thuộc, đây là phủ toàn quyền Đông Dương. Sau năm 1946 khi Pháp quay lại lần thứ hai và tiếp tục là trụ sở của chính quyền Pháp. Từ tháng 10 năm 1954, tòa nhà trở thành phủ chủ tịch là nơi sống và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vấn đề thứ 5 đó là nghiên cứu Hồ Chí Minh. Tại Việt Nam và nước ngoài thì vẫn tiếp tục có các nghiên cứu thảo luận về vai trò di sản của ông Hồ Chí Minh. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 7 năm 1991 lần đầu tiên nêu ra khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh. Đại hội này diễn ra tháng 6 năm 1991 trong bối cảnh chủ nghĩa cộng sản suy sụp ở Đông Âu, còn Liên Xô thì đang trải qua những ngày tồn tại cuối đời. 10 năm sau, tại đại hội đảng lần thứ 9 năm 2001, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lần thứ hai bổ sung nhiều điều vào khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh một lần nữa được Đảng Cộng sản khái quát lại và bổ sung tại đại hội 11 năm 2011. Còn tại những nước như là Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Việt nghiên cứu về chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn diễn ra cho phép nhiều quan điểm đa chiều hơn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, cũng liên quan đến Việt Nam thì 10 điều bi ai của dân tộc Việt Nam. Theo giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, đó là 10 điều bi ai mà chí sĩ Phan Châu Trinh đã viết ra cách đây chừng 100 năm, nhưng đọc lại thì cảm thấy như ông mới viết mấy ngày qua và những vấn đề mang tính thời sự giáo dục, y tế, xã hội, đạo đức không chỉ xảy ra ngày hôm nay mà đã tồn tại từ thời xưa. Những vấn đề ông nêu ra đã 100 năm mà có xu hướng tồi tệ hơn và hiện đại hóa hơn thỉnh thoảng đọc lại những bài chính luận của bận tiền bối tôi thán phục họ có cái nhìn xa và rộng một trong những người tôi đọc đi đọc lại nhiều lần là cụ phan châu trinh ông có thật là một bậc trí thức đúng nghĩa một trí ái quốc thật sự Cụ Phan Châu Trinh sinh năm 1872, tức là hơn Hồ Chí Minh 18 tuổi, ông đậu cử nhân năm 28 tuổi, phó bảng cùng khóa với Nguyễn Sinh Sắc năm 29 tuổi. Xin nói thêm rằng, phó bảng là giống như là phó tiến sĩ ngày nay, năm 33 tuổi ông cùng với các nhân sĩ thời đó như Huỳnh Thúc Kháng và Trần Quý Cáp khởi xướng phong trào Duy Tân với ba mục tiêu là khai dân trí, chấn dân trí, hậu dân sinh. Cụ Phan Châu Trinh giải thích ba mục tiêu đó như sau. Khai dân trí bỏ lối học tầm trường trích cú, mở trường dạy chữ quốc ngữ và khiến thức khoa học thực dụng, bài trừ hủ tục xa hoa. Chấn dân khí là thức tỉnh tinh thần tự lực tự cường và mọi người giác ngộ được quyền lợi của mình, giải thoát được nọc độc, độc chuyên chế. Hậu dân sinh là phát triển kinh tế cho dân khai hoang làm vườn, lập hội buôn sản xuất hàng nội hóa. Ba mục tiêu này cho đến nay thì vẫn còn đang mang tính thời sự. Nhưng vào thời đó thì qua những gì ông viết thì có người không thích chủ trương này. Trong một thư gửi cho Nguyễn Ách Quốc, ông viết Mãi tới bây giờ, anh cũng không ưa cái phương pháp khai dân trí, chấn dân khí hậu dân sinh của tôi. Cụ Phan Châu Trinh khởi xướng phòng trào di tân có lẽ là do ảnh hưởng của chuyến đi nước ngoài của ông vào tháng 3 năm 1906 khi mà ông cải trang làm bếp và xuống tàu đi Hồng Kông gặp cụ Phan Bội Châu. Tháng 5 năm 1906 ông đến Nhật và trong thời gian ở đây thì ông đã chứng kiến một nước Nhật đang cải cách mạnh mẽ và ông có dịp gặp vài tránh khách Nhật nhưng họ không muốn giúp Việt Nam. Có lẽ đó chính là lý do mà ông kêu gọi duy tân và tự lực. Ông chủ trương chấm dứt chế độ quân chủ để có nhân quyền nhưng phải là bất bạo động. Thời đó, có người phê bình chủ trương bất bạo động của ông. Nguyễn Ái Quốc thì chỉ trích cụ Phan Châu Trinh chỉ yêu cầu người Pháp thực hiện cải lương, đó là sai lầm, chẳng khác gì đến xin giặc rủ lòng thương. Trong một bài báo trên tờ đăng Cổ Tùng Báo năm 1907, Phan Châu Trinh viết Không bạo động Bạo động tất chết và không trong người nước ngoài, trong người nước ngoài tất ngu và đồng bào ta người nước ta Ai mà hàm mến tự do, tôi xin có một vật rất quý báu tặng cho đồng bào là chi bằng học. Đối với ông, học là quan trọng nhất, do đó giáo dục là ưu tiên số 1 vì giáo dục dẫn đến phát triển kinh tế, tự lực tự cường và hội nhập thế giới văn minh, không giống như là những người làm chính trị cùng thời quen thói mị dân. Ông thẳng thắn chỉ ra những cái dở của dân tộc và ông cho rằng Việt Nam ta lạc hậu là do kém cỏi về văn hóa và giáo dục. Có thể nói ông là một trong những người đầu tiên chỉ ra cái xấu xí của người Việt Nam và ông chủ trương học từ các quốc gia tiên tiến như Pháp. Nước Pháp là một nước làm tiền đạo văn minh cả toàn cầu và hiện bảo hộ nước ta, mình nhân đó mà học theo chuyên dụng tâm về mặt khai trí trị học và sinh các việc thực dụng dân trí đã mở và trình độ một ngày một cao, tức là cái nền độc lập ngày sau ở đấy. Đọc lại những bài chính luận của ông, tôi nghĩ ai cũng thấy ông là một nhân vật rất hay và rất đặc biệt, rất đáng lấy làm một tấm gương về cải cách so với cụ Phan Bội Châu. Tôi nghĩ Phan Châu Trinh hơn một bậc về cái mà tiếng Anh gọi là vision, viễn kiến, và ông xứng đáng là một visionary man. Không phải ngẫu nhiên mà sử gia Daniel Hemery nhận định rằng cụ Phan Châu Trinh là khuôn mặt đáng chú ý nhất trong lịch sử văn hóa và chính trị Việt Nam ở thế kỷ 20. Bởi vì ông đã xác định một cách rành mạch sáng sủa nhất những vấn đề nan giải đặt ra lâu dài mà các thế hệ người Việt Nam sẽ phải và mãi mãi còn phải đảm nhận. 10 điều bi ai của dân tộc Việt Nam được đặt ra đó là Thứ nhất, trong khi người nước ngoài có trí cao dám chết vì việc nghĩa, vì lợi dân, lợi ích nước thì người nước mình tham sống sợ chết, chịu kiếp sống nhục nhã và đoạn đầy. Thứ hai là trong khi người ta dẫu sang hề hèn, nam hay nữ ai cũng lo học lấy một cái nghề thì người mình chỉ biết ngồi không ăn bám. Thứ ba, trong khi họ có ốc phiêu lưu mạo hiểm, dám đi khắp thế giới mở toàn trí óc thì ta suốt đời chỉ loanh quanh xó bếp, hú hí với vợ con. Thứ tư, trong khi họ có tinh thần đùm bọc, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau thì ta lại chỉ quen thói, giành giật, lừa đảo nhau vì chữ lợi. Thứ năm, trong khi họ biết bỏ vốn lớn, giữ vững chữ tín trong kinh doanh, làm cho tiền bạc lưu thông và đất nước ngày càng giàu có, thì ta quen thói bất nhân bất tín, cho vay cắt cổ và ăn quỵt, vỡ nợ để tiền bạc, đất đai trở thành vô dụng. Thứ sáu, trong khi họ biết tiết kiệm tang lễ cư xử hợp nghĩa với người chết, thì ta lo làm ma chay cho tận lớn, đến nỗi nhiều gia đình bán hết ruộng, hết trâu. Thứ bảy, trong khi họ ra sức cải tiến phát minh máy móc ngày càng tinh xảo thì ta đầu óc, thủ cựu, ếch ngồi đáy giếng và không có gan đua chen, thực nghiệp thứ 8, trong khi họ giỏi tổ chức công việc, sắp xếp giờ nghỉ, giờ làm hợp lý thì ta chỉ biết chơi bời, rượu chè cờ bạc, bỏ bê công việc. Thứ 9, trong khi họ biết gắng gọi tự lực tự cường, tự tin ở bản thân thì ta chỉ mê tín, nơi mồ mả tướng số, việc gì cũng cầu trời khấn Phật. Thứ 10, trong khi họ làm việc quan cốt, ít nước lợi dân, đúng là đầy tớ của nhân dân, được dân tiến nhiệm thì tà, lò xoay sở chức quan để mà no ấm gia đình, vinh vang hoang phí, vơ vét áp bức dân chúng, vân vân Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người. Bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.